chấp trì danh hiệu, nhất tâm hướng về, đó là sự nhất tâm. Đại sư Liên Trì nói rất đơn giản, rất dễ hiểu. Như những gì cuốn kinh này đã nói, phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, đó là sự nhất tâm. Tôi chỉ có một phương hướng, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ một mục tiêu, đó là thân cận Đức Phật A-di-đà. Ngoài điều này ra, những việc khác đều bỏ hết, không liên can gì đến tôi. Nhất tâm nhất ý đều muốn làm Phật, thì quý vị nên tu tập theo pháp môn này, chắc chắn sẽ giảng sanh, chắc chắn sẽ mãn nguyện. Chấp trì danh hiệu đều quay về nhất tâm, tức lý nhất tâm. Điều này là khẳng định, không chút nghi ngờ. Phật A-di-đà chính là tự tánh của chúng ta. Phật A-di-đà là bản tánh của chúng ta, là bởi nó chí thiện. Vô lượng giác là chí thiện, tánh người vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Vô lượng giác chính là bổn thiện. Mỗi niệm đều quay về vô lượng giác, mỗi niệm đều quay về chân tâm, quay về bổn thiện. Đây là lý nhất tâm, thì thấy tánh. Khi chưa thấy tánh, thì việc trì kia gọi là sự trì. Vì thì chấp trì danh hiệu Phật có sự, có lý. Sự trì hay lý trì đều đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm, là do công phu sâu cạn khác nhau.